Chiều ngày 13 tháng 5, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nữ tài xế điều khiển ô tô con ngang nhiên mở cửa khi đi trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Biểm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô 5 chỗ ngồi vừa mở cửa vừa lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Biểm Sơn gây mất an toàn giao thông. Nhận được thông tin, lực lượng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh vụ việc. Làm việc với cơ quan chức năng, nữ tài xế H, 34 tuổi, trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên xe chở theo một tấm bano. Vì tấm bano quá lớn, tài xế đã mở cửa lên xuống phía sau, bên phải của xe để vận chuyển. Được biết, tối ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế H với các lỗi, không đóng cửa lên xuống xe khi đang chạy, chở hàng quá kích thước bao ngoài của xe, với số tiền phạt là 1,4 triệu đồng, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng. Chủ phương tiện là công ty B bị xử phạt lỗi để cho người làm công người điều khiển phương tiện vi phạm quy định với số tiền phạt là 6 triệu đồng.